Vâng, lời đầu tiên cho em Thảo gửi lời chào tới toàn thể các bác làm vườn. Hôm nay em sẽ đo cụ thể về cái mẫu dầm đánh cây chuyên nghiệp. Thì bên đơn vị em là một đơn vị chuyên cung cấp về đồ làm vườn, đồ làm cây. Với cái mẫu thuộc này thì hôm nay em sẽ giới thiệu tới các bác cái mẫu thuộc cỡ trung. Đây không phải là mẫu thuộc cỡ đại nhé. Cái kích thước thì em cũng để thước luôn đây để các bác nhà mình sẽ nắm bắt được này. Cái kích thước của cái thuộc này thì tổng chiều dài của nó sẽ là 1 mét. Đấy. Và chất liệu của bên cơ sở em làm thì sẽ bằng thép vip ô tô 100%. Với rất nhiều bác khi xem video, các bác cũng muốn tham khảo một cái mẫu thuộc cỡ nhỡ, cỡ trung. Thì đây là một cái dầm chuyên nghiệp dành cho các bác đánh quất nhá, đánh cây cảnh. Đấy. Cái này thì ống tuyếp thì bên cơ sở em sẽ làm bằng ống 34. Và sẽ hàn rất chi là chắc chắn như này để gửi cho các bác. Thế khi các bác mà xem được video này, đang quan tâm tới dụng cụ đánh cây, dụng cụ đồ nhíp, hãy liên hệ trực tiếp tới đầu số điện thoại em để ngay cạnh video. Cái mẫu thuộc này thì bên cơ sở em đang nhận gửi và ship trên toàn quốc. Thế các bác mà xem được video, đang quan tâm tới bất kỳ cái mẫu gì thì bên cơ sở em đều có để phục vụ các bác nhé. Đấy, và cái dòng này thì sẽ gọi là cái mẫu dầm chuyên nghiệp đánh cây cổ cò. Rất nhiều bác còn đang lựa chọn. Thì hôm nay em sẽ làm riêng một cái video này để các bác thì mình nắm bắt được ngay. Cái phần độ dày của nó thì cũng là trung bình hết nhá các bác nhá. Bởi vì riêng cái dầm chuyên nghiệp này, cái độ dày nó không như cái dầm chuối, nó không như là cái dầm thẳng. Chất liệu thì sẽ bằng nhíp 100%. Đây các bác này, tổng chiều dài của nó sẽ là 1 mét. Em đo luôn như này các bác biết. Và khi xem được cái video này, các bác mà đang quan tâm tới dụng cụ làm vườn, dụng cụ làm cây, các bác đừng quên nhấn like, chuông và đăng ký kênh để xem được tất cả những cái dụng cụ của bên cơ sở em nhé. Đấy, cái dầm này thì các bác thường là để đánh quất này, đánh cây xanh, đánh cây cảnh, đánh đào. Đấy, và kích thước ở cái mẫu này thì em sẽ có 4 kích thước. Đấy, và cái kích thước chung này thì đợt này các bác hỏi rất chi là nhiều, bởi vì cũng sắp sửa đến Tết là cái vụ để các bác đi đánh quất, đánh đào. Thì đây là một cái mẫu rất chi là lý tưởng. Đấy, và chắc chắn là các bác khi xem video thì cũng muốn biết giá của nó là bao nhiêu. Sau đó thì em sẽ nói giá ngay để các bác nhà mình biết được nhé. Đây, nếu như các bác mà cần sử dụng thêm một cái mai nữa thì các bác có thể sử dụng cái mai. Cái mai này là mai sắn đất nhé. Cái mai đợt này thì nhà em làm một cái lưỡi mai rất chi là dày. Đấy, cái mai này rất chi là dày luôn. Cái mai này các bác mà muốn hàn cán thì em sẽ hàn cán luôn nhé. Đây, ví dụ như cái chỗ mai là toàn bộ là hàn cán hết này. Cái này để cho các bác nhà mình sắn đất, đào đất. Đấy, rất chi là ok. Đây các bác này, cái mai trọng lượng rất chi là dày. Thế thì với cái dầm cỡ trung 1 mét này, dầm đánh cây chuyên nghiệp, thì bên cơ sở em sẽ gửi cho các bác giá sẽ là 300.000. Bên em sẽ miễn phí ship trên toàn quốc nhé. Còn nếu như các bác mà muốn mua cây to hơn cây này, em sẽ có kích thước to hơn. Nó dài là tầm độ 1m2, dài hơn nó 20 phân. Và lưỡi của nó cũng to hơn rất chi là nhiều. Đấy, còn các bác mà muốn mua lưỡi mai và sắn đất thì đây là những cái lưỡi mai này. Đấy, cái lưỡi mai này sắn đất rất chi ok nhé. Cái mai này thì nó sẽ là thép cán đấy các bác nhé. Nếu mà để bừa đất thì các bác nên dùng cái thép cán này. Thì nó sẽ có cái độ bền rất chi là cao. Có khoan lỗ như này để các bác thì mình chốt sẽ làm được luôn này. Đấy. Và bên cơ sở em là bên cơ sở em Trường Thảo. Em đang ở Tân Yên, Bắc Giang. Đấy, các bác mà đang có nhu cầu tới tất cả cái dụng cụ gì, đấy, bên cơ sở em sẽ đáp ứng và sẽ gửi đến tận nhà các bác nhé. Đấy, các bác hãy xem thật kỹ và nhớ tên cái sản phẩm mà mình đang cần. Rất cảm ơn các bác đã theo dõi video và quan tâm tới dụng cụ làm nông nghiệp, dụng cụ làm vườn. Hẹn gặp lại các bác ở một cái video sau. Em sẽ chi tiết tới các bác nhiều mẫu hơn ở trên kênh của cơ sở em Thảo. Chào và hẹn gặp lại các bác ạ.